Đây là Vi, đang làm kế toán nội bộ. Hàng ngày, Vi đến công ty lúc 9 giờ và về nhà lúc 5 giờ chiều. Công việc của Vi rất nhàn, nhàn cực. Cuối năm, được thăng chức lên kế toán tổng hợp, Vi bị ngập tràn trong công việc. Nào là đối chiếu không nợ, kiểm kê tài sản cố định. Nào là xử lý tiền mặt tồn nhiều, xử lý doanh thu, cân đối hóa đơn, kê khai nộp thuế. Rồi là kết chuyển kết quả kinh doanh, đặc biệt là luật thuế thay đổi nhiều liên tục mà không biết hỏi ai. Đó là Vi của ngày hôm qua, là Vi trước khi tham gia khóa học kế toán online tại Việt Hưng. Hiểu rõ công việc, tự tin quản lý được bộ máy kế toán, Vi vui vẻ chia sẻ ngay với các đồng nghiệp của mình. Vi dễ dàng lập được báo cáo tài chính thuế và cân đối ngay thuế giá trị gia tăng. Lập được báo cáo tài chính cho thuế này, nội bộ và đặc biệt Vi thao tác được kỹ năng rất nhanh cho việc lập báo cáo tài chính, vay vốn ngân hàng khi sếp yêu cầu, lập điều chỉnh quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cuối năm, lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Vi hiểu sâu về luật thuế, nắm rõ từng thông tư nghị định vận dụng tốt vào công việc làm cho sếp rất hài lòng với Vi. Vi đã tự tin hơn cho kỳ thanh tra quyết toán với thuế sắp tới. Sau khóa học kế toán, giờ đây Vi đã trở thành kế toán tổng hợp, nắm trọn mọi nghiệp vụ. Báo cáo cuối năm đối với Vi trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Vi không quên chia sẻ với mọi người tham gia khóa học tại Việt Hưng. Bên cạnh giáo trình chuyên biệt, học 1:1 cùng kế toán trưởng, được học ngay trên chứng từ sổ sách thực tế, Vi còn được hỗ trợ trọn đời 24/7 các vấn đề liên quan đến kế toán, tặng phần mềm kế toán MISA, bản quyền có đầy đủ phân hệ, giảm đến 60% học phí khi đăng ký tham gia các khóa học. Mọi người rất hào hứng và hứa hẹn sẽ học để được như Vi. Chỉ sau 2 tháng, Vi đã xử lý xong đống báo cáo tài chính, được sếp tin tưởng, khen ngợi và tăng lương. Giờ đây đối với Vi, việc làm kế toán thật đơn giản. Vi thấy thật đúng đắn khi đã lựa chọn khóa học kế toán online tại Việt Hưng. Hãy nhanh tay đăng ký khóa học để thành công như Vi các bạn nhé.